cô thả cái thuốc thắm nó mày thắm mày bự thắm mày bự đúng không? Rồi được rồi. Còn cây nào uống không? Còn cái trò kia. Còn. Như đó là được. Như đó là lên nhấp. Rồi quay mấy cái góc lỗ. Dạ dạ được. Quay nguyên cái sân ghép này. Rồi, quý vị và các bạn bây giờ cùng xem tôi ghép cây sầu riêng và phương pháp ghép bây giờ là ghép chu cành. Để ghép chu cành thì cần có một cây sầu riêng con ôm lên từ hạt và một cành sầu riêng trên cây sầu riêng thuần chủng, và ghép thì nghĩa là ghép cái ngọn của cây sầu riêng thuần chủng này vào trên cái gốc của cây sầu riêng ôm lên từ hạt. Và bây giờ để ghép thì đầu tiên dụng cụ cần có là dao. Rồi thường thường thì người ta có dây quấn, nhưng mà bây giờ ở đây không có dây quấn thì dùng bịch ni lông. Rồi bịch ni lông thì cắt sợi ra, cắt sợi dài. Sau đó trên ngọn của cây gốc ghép thì cắt ngang đầu và dùng cái cành ghép này để ghép vào trên cây gốc ghép. Đây, ghép vào như thế này. Và vị trí ghép lại đây. Và ngay cái vị trí ghép trên cành ghép phải cắt một đường từ dưới lên trên vào giữa thân, vào giữa cành. Đó. Còn cái trên gốc ghép thì vác hai bên theo hình cái nêm. Các bạn có thể nhìn rõ nè, nhìn cái nêm phát một bên và sau cùng là thanh ghép đặt vào đây. Và dùng dây ghép quấn lại.
sau 1 tháng rưỡi thì ta dùng dao cắt ở vị trí này, thì lúc đó sẽ được một cái cây con mới gồm có gốc, thân và cành, lá và ngọn. Và quá trình ghép thì chỉ đơn giản như thế.